kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Kênh Tin Mới TV xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất trong nước và quốc tế. Chúng tôi vừa nhận được một thông tin về một bản hợp đồng mà việc Việt Nam cho Mỹ thuê lại vịnh Cam Ranh ở tỉnh Khánh Hòa là điều mà báo Người Việt Nam báo vào ngày hôm nay. Theo đó, cơ quan này cho hay, hiện nay đang có rất nhiều những thông tin cho biết Việt Nam đang cân nhắc cho Hoa Kỳ thuê dài hạn vịnh Cam Ranh hoặc vài hòn đảo nhỏ ở Biển Đông làm căn cứ hoặc làm khu vực đối trọng với một loạt các hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc. Một chuyên gia về tình hình khu vực này cho hay trong một bài bình luận trên tạp chí Đơ hôm qua ngày 6 tháng 5 năm 2020. Giáo sư Tha Yer của trường Đại học University cho hay trong sách trắng quốc phòng 2019 của Việt Nam có đưa ra, trong đó là quốc gia Đông Nam Á này có thể cân nhắc chế độ chính sách quốc phòng 30 tỷ. Theo tình hình và điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển mối quan hệ quốc phòng và quân sự cần thiết với tình hình thích hợp của các quốc gia khác. Ông Tha Yer trích một đoạn Nhà Trắng nói cho ông Tha Yer, chính đạo này, tức là Khổng Tử từ làm dấy lên tin đồn về việc Việt Nam cân nhắc cho Hoa Kỳ thuê Cam Ranh. Tuy nhiên, về phía Hoa Kỳ, họ vẫn còn chọn địa điểm chứ không phải là căn cứ. Giáo sư Tha Yer lưu ý căn cứ là địa điểm cố định cho nên dễ bị tấn công, còn địa điểm là cho phép tiếp cận vào những lúc cần thiết. Nhiều thảm họa thiên nhiên, khủng hoảng quốc tế Hoa Kỳ chỉ muốn tàu chiến của mình Việt Nam thường xuyên hơn chứ không phải muốn thuê làm cơ sở tiếp vận, ông bình luận cho biết. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng không nhất thiết phải tìm đến điểm cạnh giữa Singapore và Đài Loan. Đệ nhất hạm đội Hoa Kỳ đóng tại cảng của Nhật Bản, Hoa Kỳ vẫn còn có một căn cứ. Có vài tàu tuần tra của Hải quân Hoa Kỳ đã bị Tân Châu cảng chiếm đóng. Mỹ có đủ khả năng tiếp quản trên khu vực Biển Đông. Trong những năm qua, Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận không thường xuyên về việc nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện từ thời Tổng thống Barack Obama Gamma lên đối tác chiến lược toàn diện giữa lúc Trung Quốc liên tục bắt nạt Việt Nam về vấn đề chủ quyền tranh chấp trên Biển Đông và vấn đề thăm dò dầu khí ở khu vực Biển Đông. Một số nhà phân tích cho rằng đã có tình hình và điều kiện cụ thể để Việt Nam thay đổi chính sách quốc phòng như hiện nay. Việt Nam chọn chính sách quốc phòng từ rất lâu, có từ thời sách trắng quốc phòng đầu tiên năm 1998 và được lặp lại trong các bản đưa ra năm 2004 đến 2012 và 2019. Theo chính sách này thì Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài mượn các căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại các nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực trong quan hệ quốc tế. Nội dung quan trọng trong chính sách 30 của Việt Nam, loại trừ việc cho Hoa Kỳ hoặc quốc gia nào khác thuê vịnh Cam Ranh hoặc một hoang đảo trên khu vực Biển Đông, giáo sư cho hay. Vịnh Cam Ranh được chia làm hai cảng quân sự và dân sự mà Nga có quyền tiếp cận, đặc biệt cảng quân sự để tu sửa, hỗ trợ các tàu hải quân của Việt Nam, mà phần lớn là do Nga sản xuất. Trong đó có 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo. Cảng quốc tế Cam Ranh thành lập vào tháng 3 năm 2063, chiến hạm Hoa Kỳ đã ghé cảng này vào năm đó là Mỹ, S, do Ma và kết luận tóm lại. Phần nhiều ở Việt Nam sẽ cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh hoặc các cảng biển ở khu vực Biển Đông trong thời gian dài để làm căn cứ nơi ghé qua. Kể từ khi đại dịch COVID hoành hành trên khắp thế giới, Trung Quốc đã liên tục sử dụng vũ lực leo thang trên khu vực Biển Đông nhằm tìm cách thu hồi các phần lãnh thổ nước này cho là nằm trong khu vực đường 9 đoạn mà người Việt Nam thường gọi là khu vực đường lưỡi bò. Đứng trước những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, Mỹ đã liên tục thách thức yêu sách bằng cách cử các tàu chiến khu trục cỡ lớn đến tuần tra tại khu vực Biển Đông. Cụ thể, hôm 29 tháng 4, tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành hoạt động vì tự do hàng hải nhằm mục đích thách thức yêu sách của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông. Theo đây là tàu chiến thứ hai của Mỹ thực hiện hoạt động tuần tra trong vài ngày qua, gần các đảo tranh chấp mà Mỹ cáo buộc Bắc Kinh đã quân sự hóa. Các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về việc xử lý dịch bệnh COVID-19 và sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ lạ
Ông Mike Pompeo cáo buộc Trung Quốc lợi dụng lúc thế giới đang ứng phó với đại dịch để bắt nạt các nước láng giềng trên khu vực Biển Đông. Hôm 29 tháng 4, Yves Bunkehi khẳng định các quyền tự do hàng hải trên quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung tá, người phát ngôn của hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố chỉ vài ngày trước hôm 28 tháng 4, tàu khu trục mang tên lửa điều hướng 3D đã thực hiện nhiệm vụ vì tự do hàng hải gần khu vực quần đảo Hoàng Sa, thách thức các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng biển xung quanh đảo khu vực phía Bắc Biển Đông có khi luôn tìm cách khẳng định chủ quyền, quyền dân sự, tự do đi lại và việc sử dụng hợp pháp vùng biển được công nhận luật pháp quốc tế. Hãng tin BBC News dẫn lời tuyên bố của Hải quân Hoa Kỳ cho biết như trên tuyên bố, các yêu sách hàng hải bất hợp pháp trên khu vực ở Biển Đông là mối đe dọa chưa từng có đối với tự do biển cả, bao gồm các quyền tự do hàng hải, hàng không và quyền đi lại trên tất cả các tàu thuyền. Hôm 28 tháng 4, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel nói trên đài Mỹ, kịch liệt phản đối và lên án hành vi phi pháp và khiêu khích của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông khi lợi dụng thế giới và khu vực bận rộn đối phó với đại dịch COVID-19. Một động thái có liên quan vào ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bất ngờ lớn tiếng đe dọa Việt Nam trên Biển Đông. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ vừa giao thiệp nghiêm khắc để đáp trả điều mà họ gọi là Việt Nam tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp trên khu vực Hòa Nam, tức Biển Đông. Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, tại một cuộc họp báo vào ngày cuối tháng 3 vừa qua, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, liên tục tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp tại khu vực Biển Đông, cũng như cố phủ nhận các chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển này. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó và đã giao thiệp nghiêm khắc với Việt Nam, ông Cảnh Sảnh tuyên bố. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng bất kỳ nước nào cố tình phủ nhận chủ quyền và quyền chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông dưới bất kỳ hình thức nào đều bị vô hiệu hóa, chắc chắn sẽ thất bại. Bản tin trên còn cho biết Trung Quốc sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền và các quyền, lợi ích của mình ở khu vực Bến Trung Hoa, tức Biển Đông. Ông Cảnh Sảnh cho biết, theo quan sát, tuyên bố mới nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đã đưa tin Việt Nam đã phản đối những nỗ lực bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp, bao gồm việc gửi tuyên bố chủ quyền đến Liên Hợp Quốc. Một số nhà phân tích và nhà quan sát nhận định rằng mọi biện pháp cần thiết trong tuyên bố 21 tháng 4 của phía Trung Quốc là rất đáng nể vì nó có hàm ý đe dọa cũng như không loại trừ việc Trung Quốc tiến tới sử dụng các biện pháp quân sự. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 4 ngày Trung Quốc nói bóng gió đến việc sử dụng vũ lực. Theo Thạc sĩ Hoàng Việt Mai, nhà nghiên cứu lâu năm về khu vực Biển Đông, ông nhắc đến công hàm năm hôm ngày 7 tháng 4 mà Trung Quốc gửi đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để phản đối Việt Nam, trong đó có đoạn Trung Quốc kiên quyết đòi Việt Nam phải rút mọi lực lượng, phương tiện ra khỏi các đảo đá mà nước này xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp ở quần đảo Trường Sa, nhà nghiên cứu Hoàng Việt nhận định. Với tín hiệu liên tiếp phát đi từ Trung Quốc trong ít ngày cho thấy rất có khả năng lúc này Trung Quốc có thể sẽ có hành động mạnh tay hơn ở khu vực Biển Đông. Đối sách của Việt Nam ở khu vực thực địa hiện nay, theo ông Hoàng Việt là phải giữ vững được thực địa, kết hợp với các biện pháp ngoại giao hòa bình. Ông nói Việt Nam đang chiếm giữ, kiểm soát tất cả là 21 cấu trúc đá ở Trường Sa cũng như các nhà giàn DK, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam thì Việt Nam phải cương quyết giữ vững được. Nếu không giữ vững được thì có thể bị đe dọa rất lớn. Việt Nam cần tiếp tục gửi công hàm và Việt Nam phải vận động quốc gia trực tiếp liên quan như Malaysia, cũng gửi công hàm phản đối lên tiếng. Trong trường hợp này, trên bình diện rộng hơn, ông Việt, thành viên ban nghiên cứu luật địa thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề xuất Việt Nam tận dụng vị thế chủ tịch đương nhiệm của các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN để làm việc cùng các thành viên và đưa ra một bản tuyên bố chung. Thêm vào đó, Việt Nam cần kêu gọi sự lên tiếng nước khác trong cộng đồng quốc tế. Vẫn theo lời Thạc sĩ Hoàng Việt, biện pháp thứ tư trong các đối sách mà Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế nếu cần thiết cho hoàn cảnh, tình hình mọi lúc căng thẳng.
Nhà nghiên cứu này cảnh báo rằng Việt Nam cần giữ gìn bình tĩnh trước hành vi khiêu khích hay còn gọi là dưới ngưỡng chiến tranh của Trung Quốc. Có những phân tích cho rằng Trung Quốc sẽ bao vây chặn các đường tiếp tế của phía Việt Nam đến các khu vực quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK. Đấy là việc Việt Nam phải tính đến làm sao vừa bảo vệ được mình mà không mắc bẫy của Trung Quốc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe kênh Tin Mới TV của chúng tôi.